hết biết nói gì luôn rồi. Lâu lâu xét nó cũng đánh. Quan điểm tình yêu. Nếu như mình có cơ hội tới với nhau thì em muốn sinh con trai hay con gái trước? Em muốn sinh con trai trước ạ. Vậy anh thì sao? Nếu mà sau này mà mình có tới được với nhau ấy, thì ai sẽ là người quản lý kinh tế? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ sẽ quán xuyến những cái đấy tốt hơn người đàn ông. À, em cũng nghĩ thế ạ. Ai cũng nói vậy đấy em. Rồi, chắc bây giờ anh ấy run quá rồi, anh không thể nói được gì đâu anh ạ. Run cái gì? Nói tiếp em, hỏi tiếp đi. Đến bao giờ kết hôn? Nếu kết hôn xong thì mình sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đâu? Chúng ta tới được với nhau thì khi nào em có thể xác định là đám cưới? Thì dự định của em là cuối năm nay. Kịp không? Là kịp ạ. Trời ơi. Xét đâu đánh mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn chơi bên kia. Mình tên là Nguyễn Văn Tài, mình đến từ Bắc Giang. Công việc của mình là phó quản đốc một công ty sản xuất ở trên Bình Dương. Sản xuất về gì bạn? Đồ thủ công mỹ nghệ ạ. Bao nhiêu tuổi rồi Tài? Mình 33 tuổi rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào toàn thể các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Đặng Thái Hòa, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên dạy toán cho Trung tâm Toán Tư duy Hoa Kỳ. Quê ở Hải Phòng, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cô giáo dạy toán, đường toán là con số là thấy khô khan lắm. Mà nhìn đây ướt quá trời ướt, không thấy khô gì hết. Rất là ngạc nhiên. Rồi em nói luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của mình cho bên kia nghe luôn, cho anh Tài nghe luôn. Điểm mạnh của em là em rất là thích hát ạ. Thích làm những cái đồ chơi cho học sinh của em. Đồ chơi là đồ chơi gì? Những cái đồ chơi làm từ bìa cắt tông á chị. Ví dụ như cái máy bắn bóng và các đồ chơi dùng cho các bạn nhỏ chơi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn không có được ngon. Và em hay quên, hơi kỹ tính và khó tính một chút xíu. Ủa em làm việc ở quận mấy vậy Hòa? Dạ em đang làm ở quận Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh đi gần lên Bình Dương cũng được ha. Ưu điểm khuyết điểm anh Tài là gì? Ưu điểm của em thì nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm cho công việc. Thích chơi thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, đá cầu. Dữ hả? Thì thấy đem quả bóng mà đúng không? Dạ. Chúc em đá bóng hả? Dạ không ạ, bởi vì em mới bị đứt dây chằng ạ. Hôm nay em không thể xử lý bằng chân được. Thì có những cái động tác tay tốt chút để đi, cho chút mọi người xem. Cho bên đây coi chút với. Làm cho cô gái bên kia coi đúng luôn rồi. Nha. Không ấy hát đi, bạn trai biết hát không? Dạ em thì hát không hay lắm. Nhưng mà hôm nay đến đây thì em cũng sẽ góp vui tặng rồi, chương trình một bài. Thương nhau tình thắm môi ở nghĩa nồng. Nghe câu hát anh đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau. Xin hết ạ. Bạn gái, mình đáp lại một câu liền. Dạ, vâng, thì hôm nay em đến với chương trình thì em cũng chuẩn bị một bài hát ạ. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát bao với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Hay quá. Quý vị thấy không, mấy người mà cái giọng trầm khào 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 nói chuyện tưởng nó hụt hơi nhưng mà hát rất là ghê. Đang say sưa tưởng đâu Mỹ Linh hát. Hay quá, hay quá. Rồi tiếp tục. Khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều. Nhưng em kể những cái khuyết điểm chính thôi. Em thì em hay ngủ nướng. Đứng trước nhất là những cô gái đẹp là em hơi nhát một chút. Ủa gái đẹp mới nhát, còn gái xấu không nhát? Tức là cái mức độ nhát nó sẽ nhiều hơn ạ. Vậy là cái bữa nay càng đẹp càng nhát. Dạ. Tự hồi cô nhát cỡ nào là biết cô mình ghi thế nào nha. Bữa nay là rất nhát luôn. Tình trường đi anh ơi. Tình trường của em á, được mấy người yêu rồi? Em thì em trải qua hai mối tình chính. Mối tình thứ nhất thì em yêu được 1 năm. Còn mối tình thứ hai thì bọn em kéo dài được hơn 2 năm. Chia tay gần 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Khi mà cô ấy quyết định du học ở Nga hay là cô sẽ lập nghiệp ở bên đấy luôn, không về nữa. Em thì tuổi thì cũng lớn rồi nên không thể chờ đợi được. Thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện về. Cũng báo hôm vừa rồi thì có báo là có bạn trai rồi và có gửi hình cho em và tả những cái tính cách như vậy xem là em có chấm được hay không. Em chấm chưa? Trời. Em chấm rồi ạ. Rồi, chấm rồi. Vậy là xong rồi ha. Xong rồi.
tiễn em lấy chồng. Bạn gái thì sao? Dạ, em thì đã trải qua 3 mối tình ạ. Thì mối tình lâu nhất là mối tình đầu tiên được 2 năm. Và mối tình thứ hai thì kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ ba thì được 6 tháng thôi ạ. Thì lý do chia tay là anh ấy đi xác định là đi nước ngoài. Sinh sống cũng ở nước đi ngoài. Nước ngoài. Dạ. Hai bạn này trùng hợp quá vậy ta, sao có bạn trai bạn gái toàn đi nước ngoài không vậy? Thì cả ba mối tình em đều không liên lạc làm gì. Không còn liên lạc nữa. Dạ. Thì nghe bạn trai bên kia mà có bạn gái cũ liên lạc về vậy em thấy sao? Nếu mà hai bạn chỉ liên lạc có nhau như bạn bè thì không sao. Ok, ta liên lạc ta nhờ chấm dùng bạn trai mà đâu có gì đâu, đúng không? Rồi, bây giờ mình muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m62 ạ. Bên kia cao nhiêu Tài? Em cao 1m72 ạ. Được. Biết cách ăn mặc ạ, lịch sự. Em thích chàng trai mặc áo sơ mi. Về tính cách thì em thích một chàng trai chủ động, luôn luôn chủ động, hài hước, nói nhiều một xíu tại vì em ít nói lắm. Chàng trai em ấy phải biết quan tâm đến mọi người, ổn định về công việc và nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Rồi. Em có điều gì không thích về một người con trai nhỉ? Hút thuốc lá và hay nhậu nhẹt. Bạn trai bên kia có hút thuốc lá với nhậu nhẹt không? Em có hút thuốc lá. Hả? Nhưng không nhiều ạ. Tuần thì hết một bao. Là một bao một tuần hay một bao một ngày? Một bao một tuần ạ. Bây giờ em gái nói như vậy thì em nhóm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của đàn gái? Khoảng 60% thôi ạ. 60% thôi hả? Dạ. Được không em? 60% được không? 60% là được rồi chị là ạ. Là được rồi đó hả? Dạ. Còn em trai, em cần người phụ nữ thế nào? Trước đây thì bố em có đưa ra cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn sao? Cái lúc đấy là em chưa qua 23. Thì bố em đưa ra 5-7 tiêu chuẩn. Thế nhưng mà qua tuổi 30 rồi thì bố em gọi là tao chỉ cần tiêu chuẩn cô ấy là nữ là được. Còn đối với em thì cao một chút, qua 1m60. 60. Da sáng một chút, tóc đen một chút, nữ tính. Nữ tính một chút. Vâng. Còn gì một chút nữa? Biết thương yêu động vật. Vì em rất là thích mèo chị ạ. Bên đây thích nuôi mèo, được không? Dạ, em thì rất thích nuôi mèo, nuôi chó ạ. Rồi, bây giờ nè. Em tưởng tượng đi, bạn gái bên này như thế nào? Em nghĩ bạn của em rất là dịu dàng. Nghe qua giọng nói thì có thể là người sống rất tình cảm, chu đáo. Về ngoại hình? Em nghĩ là có thể là tóc của bạn hơi vàng một chút. Da trắng, hơi mập một chút. Ủa sao vậy? Sao mà tự nhiên thấy mà đoán người ta hơi mập? Anh nghĩ cô gái cao từ 1m63 trở lên là không mập đâu. Vừa vừa người thôi. Anh Linh mới đoán chuẩn, nghe cái chiều cao là biết rồi. Ít có người vừa cao vừa mập lắm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hậu đậu, nói hơi nhiều mà nói không đúng chỗ. Đến đây ít nói. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Bạn bè, đồng nghiệp của em và gia đình em thì ra cái tiêu chuẩn là trong năm nay em thì còn gấp rút hơn ạ. Em gấp rút hơn. Dạ. Hiện tại thì em cũng đã mới mua nhà rồi ạ. Còn tinh thần thì em chuẩn bị từ lâu rồi ạ. Tốt quá. Vậy thì đánh đanh rút gọn được. Được rồi nha. Thì cụ thể muốn người yêu em như thế nào? Mắt, mũi, miệng em tả như trong cái suy nghĩ của em thử xem. Mắt hai mí. Mắt hai mí. Hơi mập một chút. Mập chút. Cười tươi, duyên. Chỉ cần mắt hai mí với cười tươi thôi. Dạ. Thế anh qua đàn gái coi. Rồi biết. Qua đàn gái coi giống những gì miêu tả không nha. Trời ơi. Trời ơi. Mà xấu dữ vậy ta. Có gì tôi chưa thấy cô nào xấu cái này à. Thế rồi cái mũi xẹp lép thôi mày. Phụ nữ người ta mà anh chê dữ vậy anh Linh vừa phải. Cái mũi sao mà xẹp ta nói. Mắt có nửa mí à. Theo em thì cái vẻ đẹp tâm hồn sẽ quan trọng hơn. Ừ, nói gì nghe được nè. Đẹp quá. Chào anh. Rất là xinh ha. Cảm ơn anh. Em có sợ đàn ông đẹp trai không? Nếu mà đẹp trai mà còn lăng nhăng nữa thì sợ đấy ạ. Lấy chồng mà đàn ông đẹp trai quá là không phải chồng của mình luôn á. Dạ, em cũng xin mở. Đúng rồi, tự tin được. Em có ghen không? Nói chung là phụ nữ thì ai cũng phải ghen, nhưng mà em ghen ít thôi ạ. Gái Hải Phòng ghen dữ lắm á nha. Anh thấy cặp đôi này đẹp trai đẹp gái như nhau đó nha. Hồi nãy em nói em ở Bình Dương hả? Em ở Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Em ở làm ở Bình Dương ạ. Em đó. Ở Thuận An ạ. Ủa vậy sao em nói mới mua nhà là mua nhà ở đâu? Em mua nhà trên Bình Dương ạ. Thế thì bây giờ khoảng cách người thì ở Bình Thạnh, người ở Bình Dương
nó giống có chữ Bình à. Cái chữ Thạnh với cái chữ Dương nó xa nhau lắm. Nói Bình Dương ngay Thuận An em hả? Dạ, ở ngay cầu vượt sông Thạnh. Bình Thạnh nó gần như nhau mà. Quen nhau vậy mình gặp nhau được bao lâu? Mình gặp nhau được một lần. Sếp em thì rất là ủng hộ em tham gia chương trình này. Nên sếp em có nói là nếu mà một tuần sếp em sẽ sắp xếp cho đi 3 bữa. Trời, sếp nào mà chịu chơi vậy, tuần cho đi 3 bữa, hỏi làm việc hả? Yeah. Bây giờ mình xin cái ý kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với bác và các anh chị đồng nghiệp ạ. Rồi, dạ cho gặp bác ạ. Dạ. Xin chào anh MC Quyền Linh và bà Mai Cát Tường. Dạ. Dạ, chào các vị khán giả. Tôi là bác của bé Hòa. Chào bạn trai. Dạ, bác thấy bạn trai bên này thì về phong cách thì bác thấy là cũng chững chạc, cũng được đấy. Còn cái này thì sẽ cho quyết định. Mỗi phần ngại là xa quá. Bạn nói là một tuần 3 buổi nhưng mà rồi đấy là bước đầu. Bây giờ nói với cô nghe đó. Dạ. Anh này khỏi cần hứa. Dạ. Kéo rào ra đó là anh này một tuần ở dưới đây luôn. Nếu mà được vậy thì tốt quá. Cô tên Quyền Linh đi. Dạ. Anh trai nói gì với bác gái đi nè. Bác gái cứ yên tâm. Đối với cháu thì từ Bắc Giang cháu còn bay được vào đây thì không có lý gì, chỉ có mấy chục cây số mà cháu không xuống được ạ. Hai bạn đồng nghiệp có ai có ý kiến gì không? Em chào anh MC Huyền Linh và chị Cát Tường và các bạn khán giả trên đây. Em chào anh bên đàn trai. Trong công việc Hòa là một giáo viên rất là có tâm. Về bạn trai á, thì chị thấy là chắc cũng được tiêu chuẩn, những tiêu chuẩn của em đưa ra. Cảm ơn em. Trai đi với ai? Em đi với anh trai, em trai, họ và 2 đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào các thành viên của gia đình của em gái. Chào anh. Em họ của anh thì bản chất là rất là tốt, thoải mái, hòa đồng, suy nghĩ chín chắn và có tính tự lập rất cao. Anh thấy em gái bên này đa phần là đúng với cái tiêu chí của em. Và nói với em là em gái bên này rất là xinh gái. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn gặp mặt nha. Mở rào. Anh chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh. Em có món quà tặng em. Ôi, cảm ơn anh. Đứng luôn. Đứng là đứng đẹp đôi quá, phải đứng lại. Ghê đâu. Mọi người thấy hợp lý không? Đẹp trai đẹp gái không ạ? Em có lá thư tặng cho không? Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy? Có thư luôn, em có thể đọc được luôn không ạ? Dạ được. Đọc cho mọi người đọc nghe em luôn. Đọc em, đứng đọc đi. Em à, chỉ còn 12 tiếng nữa là anh được gặp em rồi. Không biết em như thế nào nhỉ? Có hay ngủ nướng như anh không? Có hồi hộp như anh lúc này không? Dù chưa biết một chút gì về em cả, còn rất nhiều câu hỏi anh muốn biết về em nữa. Nếu có thể mình sẽ cho nhau cơ hội em nhé. Chữ viết nhiều ra đây. Ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường xinh đẹp biết hết đấy. Vì anh biết kiểu gì ông bà cũng mối cũng được. Cảm ơn anh. Có thể mở quà đi. Đây là món quà tự tay em làm đấy ạ. Quà. Những bông hồng ạ. 9 bông hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Về gọi ghế ngồi và tâm sự đi hai bạn. Em rất yêu động vật đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em không biết nấu ăn không sao, anh là người biết nấu ăn. Thì có gì anh sẽ nấu cho em ăn ạ. Chỉ cho em cách nấu. Anh thích chơi thể thao đúng không ạ? Ừ, mình rất thích chơi thể thao. Biểu diễn, em, biểu diễn. Em là người rất là lười chơi thể thao. Anh sẽ làm động lực để cho em chơi thể thao đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Hôm nay em thấy anh có mang một trái banh, anh có thể biểu diễn cho em xem đúng không ạ? Được không á nha? Hơi run ạ. Giờ không có làm gì được đâu. Huyền cũng dữ lắm đó. Bỏ hết bạn gái luôn mới xoay được cái banh vô đó đó. Mà công việc của em hiện tại thì có bận không? Công việc của em hiện tại thì cũng khá là bận với cả thời gian. Thì em thường dậy buổi tối. Một tuần mình hẹn nhau 6 ngày như anh Quyền Linh nói thì có được không? Anh có thể gặp buổi sáng được ạ. Vậy thì một tuần 3 ngày thôi dạ, em ạ. Dạ, đúng rồi anh. Cuối tuần thôi anh ạ. Dọn nhà xuống đây luôn đi. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Hai người luôn luôn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Em chỉ cần vậy thôi. Hết biết nói gì luôn rồi. Lâu lâu xét nó cũng đánh. Quan điểm tình yêu. Nếu như mình có cơ hội tới với nhau thì
Em muốn sinh con trai hay con gái trước? Em muốn sinh con trai trước ạ. Còn anh thì sao? Nếu mà sau này mà mình có tới được với nhau ấy, thì ai sẽ là người quản lý kinh tế ạ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ sẽ quán xuyến những cái đấy tốt hơn người đàn ông. À, em cũng nghĩ thế ạ. Ai cũng nói vậy đó em. Ồ, chắc bây giờ là anh ấy run quá rồi, anh không thể nói được gì đâu anh ạ. Run cái gì? Nói tiếp đi em, hỏi tiếp đi. Đến bao giờ kết hôn? Nếu kết hôn xong thì mình sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đâu? Chúng ta tới được với nhau thì khi nào em có thể xác định là cái đám cưới á? Thì dự định của em là cuối năm nay. Kịp không? Dạ kịp ạ. Trời ơi. Xét đâu đánh dữ vậy? Dường Dương ở được không? Nói sao cho thuyết phục bạn gái coi, trời ơi. Giờ về Bình Dương được không? Anh có nhà rồi. Có một cái công việc nào đó nó phù hợp với em ở trên Bình Dương thì em suy nghĩ sao? Em, nguyện vọng của em là vẫn muốn ở Sài Gòn để gần bác em. Nhưng mà thôi tùy duyên ạ, nếu mà em và anh có thể đến được với nhau thì em có thể chuyển về Bình Dương. Không nói được gì đâu, giờ chỉ có bấm thôi. Để tay nút bấm đi các bạn. Giây phút quan trọng đã tới. Bấm nút là đồng ý hẹn hò tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Sao kêu nói thì không chịu nói gì, mà người ta chưa có kêu bấm thì đã bấm rồi. Bỏ thuốc không? Dạ bỏ. Thấy chưa? Hai bạn đẹp đôi lắm đó. Dạ cảm ơn anh. Đẹp trai đẹp gái nha. Anh nghĩ cuối năm được đấy. Đây là những vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng. Giữ lấy, đưa bạn gái vào đó xem phim để có không gian thật là lãng mạn nha. Xin phép gia đình và xin phép đại gia đình bên nhà gái ạ. Trời ơi, ổng thưởng thức nha. Nhắm mắt ổng từ từ, lần đầu tiên tôi thấy một người mà tự giác ý thức hôn nhau, một cái nụ hôn đàng hoàng ý nghĩa. Đây là một cái kỷ niệm rất đẹp dành cho hai bạn. Nhà anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Sao chị? Xíu xíu, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Mày nhìn thấy cái máy nó che như này, mình thường hay mấy anh giờ thiếu tóc trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng nó gắn máy vô. Thì mình phải hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thật ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm không? Tự nhiên em nghĩ không khác được. Vậy em có khao khát, có đam mê là được. Em nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. Nói nhiễm vậy trời. Giới thiệu sơ sơ để đối phương cảm nhận được ha. Em tên là gì? Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi, em bao nhiêu tuổi mình? Em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Không luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm đấy. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn nhỏ Duyên? Dạ, tại vì là em chưa thấy ai thích hợp với em. Nên là bây giờ ấy... Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn. Vâng. Những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. À, nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà... Gà luộc. Không. Món nó ngon. Trời ơi, gà luộc cũng khó luộc. Nghe anh lên. Gà kho nghệ. Gà kho nghệ. Vâng. Dạ, món nó cũng ngon rồi ha. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay nghĩ, suy nghĩ linh tinh ạ. À. Đi làm một mình, cứ ăn cơm... Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Dạ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu, mà một mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi là... gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Cái này không biết sao rồi nhá. Mình nghĩ em là người lãng mạn. Hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống này. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên, nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò bạn lần đầu tiên thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn. Xem thử là bạn lãng mạn tới nào.
Giờ chắc là em chỉ nghĩ ra rồi. Trời ơi. Vậy mà nó ưu điểm là lãng mạn. Người ta phải nghĩ ra liền lần đầu hẹn hò. Mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang lúc 12 giờ trưa đó. Ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy. Nội thất hai cái nó không liên quan gì. Giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu ra ngoài đường mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ mình đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng một hay là cắt mắt, sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa, bạn cũng muốn nâng vòng một luôn hay sao? Không, khi vòng một thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt em cũng muốn sửa chẳng hạn. Coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp là được đúng không? Quan trọng bạn ấy không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Vâng, rồi là sạch lắm. Sạch sẽ, rồi là biết quan tâm chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ lắm sao còn sạch sẽ? Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À. Vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng không bời. Nice. Đúng rồi. Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào. Để qua xem có được hay không? Cụ thể đi chứ gì ngoại hình, nội thất gì nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhìn ra thì ba khuôn mặt thôi ạ. Còn 1m63, 65. 63, 65. Rồi, còn gì nữa? Nhiêu đó rồi hả? Nhiều đó quá trời, nhất dáng người già. Cái ba gương mặt cao 1m63, 1m65. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn hả đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua tôi xem mặt bên kia coi thế nào. Đây cằn nhằn đúng rồi, nhất dáng gì da. Thưa, ồ chào em, rất là xinh đẹp. Nhất dáng gì da, dáng cũng được. Ừ, da cũng đẹp, gương mặt cũng xinh, cao nhiêu kìa em, trợ lý nhà Phương mà. Dạ. Không, còn anh là trợ lý Trường Giang nè. Được không? Được ạ. Con miếng quá dính luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ 1m63 trở lên sao mấy em? 59. Rồi sao em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hi-Oli ạ. Ly chén muỗng gì mình. Khi giống Ly không? Để hồi bên kia em hỏi coi giống anh không nha. Dạ. Rồi, vậy được. Bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bển có đẹp không mà sao yêu cầu cao thì, quá vậy? Đây quyến rũ lắm à. Qua xem đi biết. Sao, em muốn sao? Em chỉ cần tốt lên. Ơi, đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Sao chị? Xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như nè, mình thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy vô. Bây giờ này còn trẻ thì mình phải gì? Hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Ồ, em có khao khát, có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. What? Trời ơi, trải nghiệm vậy trời. Trải nghiệm luôn gớm đi. Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi, thử ăn uống, nói chuyện, là nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình chứ em cũng đâu bắt bạn ấy phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm thử em trải đi nghiệm. Được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? À, được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa? Tức là em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị Nhã Phương, em dâu nữa, và em trai chị Phương nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của Nhã Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi đừng, chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai Nhã Phương nữa nha. Nhìn có không nha. Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ, em là Phương Anh. Phương Anh là em của Nhã Phương á hả? Dạ. À, hèn chi là cũng có nét giống đúng không? Vâng. Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam thể cho Duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh. Dạ. Đồng Hương. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại sao vậy anh? Rất là xinh, tên là nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Đấy, thấy chưa?
Nôn nao chưa? Hay cho trẻ các bạn trẻ gặp nhau nha. Kéo mà. Kéo mà. Chào em. Thì hôm nay là nhân chương trình bạn mua hẹn hò thì anh muốn tặng em một món quà quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy. Là làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn, đây là sản phẩm bộ ấm chén của quê hương em. Hôm nay đi làm đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già nuôi anh công an cho anh xe hơi, hay ông già nuôi anh công an cho anh máy bay trên trời, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi, anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh Linh nghe ra tiếng Anh luôn kìa. Dạ. Anh tưởng luôn hát tiếng Anh. Anh chỉ cần ông già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là... Anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em. Quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Dạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Thì cơ quê ảnh em. Trời đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước, mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ấy, em lại thích công việc của bạn ấy. Em cũng làm trợ lý, thì không phải là trợ lý bên nghệ thuật, thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em có thể thông cảm được. Em thấy bạn ấy cũng rất là dễ thương ạ, muốn hẹn hò với bạn ấy. Bạn gái cảm giác bạn trai, cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên. Nhưng mà em thấy dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần em? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh năm sau tại Hà Nội. Các bạn tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng á. Mùa nắng thấy chưa? Chết quốc à. Bên đây thích mùa lạnh, kia thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nói không cái gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Tại sao người ta mới cho chứ tự nhiên đâu vô sinh khơi khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em. Nói chung là em hơi bị run. Lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy bây giờ nói đi, nói từ đấy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, ít nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi, đặt tay vào rồi. Nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Sao vội vàng vậy em? Kêu nói thì không nói mà bấm nhanh vậy, người ta chưa có gì hết trơn à. Nắm tay nhau nào, cái nắm gì tay nhau. Đã đồng ý là chúng ta đã trao những cái duyên rồi. Hãy hôn bạn gái nhân ngày gặp mặt đi bạn. Nào.